Em phải lấy trụ trên này ăn rồng các thứ đấy. Ôi Mi ơi. Thái Thiện, anh em đừng chửi nhau mà. Mi ơi, Mi, 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 Lộc Mi, Mi, Phan, Mi, Mi. thứ em cần là nụ cười của chị. Ôi giời ơi. Bắn đi. Nhơn à. Ui. Vãi, mình vẫn chết kìa. Ai Mi, ai support Mi? Thái Bình, ai nhở? Vào làm nhiệm rồi ra đánh cho bé chảy nước miếng. Để tôi thủ nha. Việc kệ lương cao à. Xuống lắm. Vãi lắm. Không chết kìa. Và đỉnh quang. Hello mọi người, mình là Quang, hội trưởng Hòa đội khuyết tật. Gại thay cho chị luôn á, mặt cười lộn ruột. Em mít nhở? Ông mít cũng được rồi à? Tôi lên giải mà. Không phải à? Chị tưởng chị lên giải cơ. Mẹ cái thằng. Nó tốc rồi, chị đi về đây. Nãy giờ chị tưởng chị lên giải, không có chị không để ý đâu. Nguyễn Phúc, em chơi với được không? Hết slot bé ơi. Hết Nguyễn đấy Phúc, rồi. Bà Góc có chào em chưa? Hết chưa ba nha. Chơi được. Ủi Mỹ đi về. Rút lui. Đây, ảo này, ảo này. Còn không làm được việc nữa. Nguyễn Phúc, chơi được hả? Không, không, không. Dừng nó, à, xong mít nó khó chịu ghê ấy nhỉ. Tập trung mục tiêu nào. Ta không về chết đấy. Chan Chan, tỉnh rồi à? Khắc Ngọc, Kaka Ngọc sinh ta. Thằng AD nó này Mỹ ơi, đi gần chị này. Bắn đi. Làm hết chỉ việc bắn đồng thôi. Mít bay như cục xịt ó chị. Hòa Gâu, yeah, cố lên chị ơi, vỗ tay. Ui. Má, chị phải đợi hồi chiêu mới quay được. Hết chiêu. Trần Thanh Hữu, đồ họa như Free Fire vậy. Ai như Free Fire. Bay lên. Ui dồi ôi, khai pha xử lý khá công cảnh. Yếu à? Duy Nguyễn, chào buổi sáng nha cô. Chào Duy Nguyễn nha, chạy nổi không? Hòa Gâu, cố lên chị, vỗ tay. Ôi ông Cóc. Ông Cóc ra tà chán thế. Tật quyền thế. Vào bụi, à nó qua bên kia. Tại sao lại không thể băng qua tường ta? Tại sao nhỉ? Thái Thiện, mạng chị bị tật hay gì mà độ họa thấp hoài thế? Chị để độ họa thấp em. Để tôi thủ nha. À, anh thắng. Ăn mục tiêu đi. Ăn cay số. Nguyễn Phúc, PC chỉnh cấp được rồi, cây. Đây rồi, cây mỗi nhức thằng ý. Nhức vào mình lại rồi à, mua CP. Úp này, úp 20 thằng này. Mỹ chỉ việc bắn thôi, không phải làm gì hết. Nguyên Hùng, cái đầm mua như vậy. Cái đéo 30 thằng vậy. Ai
hay thật. Ui, các Omen không ăn thua. Nguyễn Tiến Mạnh, Vicky vãi khít. Ê, công an thua. Loang qua đăng quang. Trong ở trận này chỉ có bảo Gea đem bắn thôi chứ không ăn thua. Ôi, tin làm sao được Nguyễn Cóc. Chói thằng AD không chói, chói thằng mid. Nguyễn Hoàng, mặt cười lộn ruột. Muốn ăn này. À, thấy Vũ Bình Ngọc ra đến đây chưa? Giờ này. Từ từ, tôi đang chạy tới. Lo lắng hết, bao hết game này à. Quan cái sơ mi. Cứ ăn đi, cứ ăn đi. À tôi, bỏ nha. Phúc này. Nguyễn Phúc, kích hai thằng chửi nhau đi chị. Phúc này, lo lắng đi. Còn không game này còn không win nữa. Biết lỗi là ai liền. Nhơn. Ai đánh á mọi người? Cái gì đấy? Quang làm gì đấy? Ôi dồi ôi, Quang ơi là Quang. Dậy đi Quang. Thái Thiện, khi anh Google. Chào Thái Thiện nhá. Ai nhở? Ai đánh con này Mỹ? Mỹ thấy con ba đùm ghê không? Chật lắm. Lời nguyền đã chấm dứt từ đây. Vậy học hỏi kỹ năng để chơi Liên Minh cho hay làm người đi. Ui dồi Trung ơi trực. Xem chị chơi học hỏi kỹ năng để chơi Liên Minh cho hay. Hạng 2 cơ mà. Ai đánh sao bot cháy thế. Ui dồi ôi. Con bài ba đung, con bài tủ đó anh em. Bài tủ của Vũ Vinh Ngọc đó. Cảm ơn Hiển Ngáo nhá. Lại chả ghê sao. Lại chẳng ghê. Hiển Ngáo, chị yêu xinh quá. Ngọc quá lâu là, quá lâu là không để nào mà chờ đợi được. Hai chữ 100 rồi. Thời gian có giới thiệu. Đợi ông Cóc làm quen nhìn uy tín chút em. Thì cho đánh nha. Để mấy ông Cóc long vô. Vãi là hết pin hết thì sạc vào. Lỗi. Đã chơi được 6 tiếng đâu. Mấy tiếng không? Được mấy tiếng. Xong mới được có 2 tiếng 20 phút thôi. Lại em. Lại là Đông Bú Win đây. Huỳnh Hà Thanh Bình chơi Violet E chi uy. Toàn hạng 1. Vãi cả hạng 1 hạng 2. Đây toàn hạng 1 hạng 2 mới đúng. Hạng Đông chỉ toàn hạng 5 hạng 6 kêu Bú Win. Kêu không Bú Win nữa. Your team's turn to ban. Vãi cả để Quang vô phiêu, không uy tín là kích ngay chứ làm gì có cơ hội phiêu. Hết trận Mỹ không chơi nữa thật à? Trung trực, trận này chơi sát thủ đi chị. Tầm 1 tiếng sau lại chơi em thật gì đấy. Vãi, tầm 1 tiếng sau lại chơi vừa sát. Cao thủ vất vả nhỉ? Cao thủ rồi. Trận này chơi sát thủ á. Nguyễn Thịnh Phúc, ảo à. Nó vừa cấm Grack, nó vừa cấm Badum kìa. Cống cả Arum nữa. Nguyễn Phúc, kích hai thằng chửi nhau đi chị. Kệ cho chửi nhau cho vui em. Con mẹ nó cấm hết luôn kìa. Hay là nó hack map, nó thấy Vũ Vinh Ngọc chơi mấy con đấy nó cấm nhỉ. Ông cấy hack map. Nghỉ lắm, chắc là thấy chơi mấy con đấy ghê nó cấm hết. Tỷ lệ thắng cao quá. Ôi chị Ngọc nói luôn. Võ Triều, chào vợ yêu. Chào Võ Triều nhá. Ông kìa nói thật đấy, đi team 5 là dễ lắm đấy, dễ dính á, tới cục kích đấy. Ông Cóc Đình Quang ngộ không nữa, có làm được việc không? Cóc Đình Quang này chơi game không kỹ năng, nghi lắm. Chơi lúc nào cũng hạng 5. Giàn. Lúc nãy AD sắp bot hạng 1 hạng 2 cơ bảo mấy Cóc, để luôn. Võ Triều, hôm nay xinh gái nhỉ?
Võ chiều nhá. Xem cái ảnh ở sau lưng đi chị. Cái ảnh sau lưng đây có cái gì đâu xem. Ảnh bình thường có cái gì đâu. Mày không thấy anh Khải nhỉ? Chư bát giới vừa ủng hộ bà cóc gói mì tôm đó. Khải đâu rồi? Vừa ủng hộ gói mì tôm á, mình để mình check xem là có những ai ủng hộ để mình cảm ơn người ta nào. Chàng anh Nam có skin vợ người ta không? 39 phút trước là nhận được 30k không biết của ai nhỉ. 14 phút trước là nhận 10k. 10k chắc là của gói mì tôm của ai nhỉ? Của chữ bát giới đúng không? Cảm ơn mọi người nhá. Cảm ơn Trần Lộc 75 sao nhá. Huyền Gáo, chị xinh như Violet ý chị Hòa Nguyễn, đẹp lắm. Không kiếm tiền dễ thế à? Kiếm tiền lại dễ thế, chỉ chơi thôi đúng không? Chỉ đi chơi thôi đúng không? Không làm gì đúng không? Nếu mà chỉ đi chơi đâu, không có cái gì khác phát sinh khác là 10 triệu đi liền nhá anh em nhá. Ngu gì mà không đi chơi một đêm 10 triệu anh em. Ăn mì với em này không đói mọi người ơi. Phút lời, em mở hỏi Ngọc xem tôi có comment đòi thịt Ngọc không? Nguyễn Thị Khánh Huyền, hello chị lại là em đây. Gì vậy ông cóc? Đổi sông lên. Cái gì mà chửi nhau ngu, nể luôn. Bây giờ người ta không có chửi nhau ra ngồi mõ nữa bây giờ. Alo, xin cái địa chỉ đây. Phúc lời, não nhà. Khoan đã, không có nói nhiều phúc. Để đồ họa giống chị. Sơn Bạch, đồ họa, chào chủ đô. Nguyên Thủy nó mới xịn xò em. Khoan đã, để tôi hồi phục. Kim Ngân, chào chị nhá. Chào Kim Ngân nhá. Cái đéo gì mà 20 tháng. Cay thế nhỉ. Bửa hai thằng kia luôn. Bửa. Bùm. Đập vào đầu nó. Bùm. Trần Thanh Hữu, đúng rồi, không chửi bậy, không phải là Vũ Bích Ngọc chửi chết cụ bọn nó đê hú hú. Cuộc sống đâu lường trước điều gì. Thái Thiện, trận này bị hành nhìn thư giãn. Đức Trọng, chào chị ra. Bị hành à? À thế à? Thấy mà. Tôm tép, hello. Ôm nhá, hello tôm tép nhá. Có cả hai thằng ý lên nữa. Đức Trọng, chào chơi này, chị nhá. Chơi này. Nhơn. Quy lên nhá. Thiêng ế tì, khi chị Ngọc. Đó thiêng nhá. Chơi. Ê, đòi đấm ai? Đòi hổ báo với ai? Nút vò minh nút, lấy kiếm đâm nó Ngọc. Thái Thiện, đồ họa trung bình nhìn skin địch cũng được mà chị. Không cần nhìn skin. Mình con người giản dị. Thích những thứ giản dị thôi. Nguyễn Tài Cao Minh, kiếm đồ chơi à chị? Thanh Quý, hay quá em yêu ơi. Lại chả hay. Hành làm sao được. Ăn bột đỏ này. Nguyễn Họ Duy, hello Ngọc Bưởi to nhé. Bên này cứ phải bưởi, cứ phải vú để mới chịu được cái sao thôi ơi. Nice assist.
Ade đó. Chiêng ếch thì